em về nhà mới nhá. Nhất mình đấy, nhất nhìn mình cái mặt kìa. Ai đời, chiều nay nhà mình sang mua một bé corgi, xong về thấy con này ắt đấy. Con này quấn vào chân đúng không cô? Quấn vào chân. À, tức là cái con này lúc mà chọn con kia quấn vào chân. Đúng rồi. Thế là về thấy nhớ. Thế là quyết định là đến mua bé nữa. Chất chơi thật. Chất chơi thật. Nhưng mà tình hình chất chơi thật. Con kia nó cũng buồn đấy. Bây giờ nó bỏ ăn rồi đấy. Đạt. Cháu mua cho ăn mà nó bỏ ăn luôn rồi đấy. Đàn nhà mình là có ba em. Yêu quá. Em về nhá. Em về nhà mới nhá. Nôi luôn. Em về nhà mới nhá. Nhìn cái mặt cái ghét không? Con chủ nó bế một cái nhìn mặt nó vênh không? Vênh không? Ghét ghê. Hôm nào cô chú mang cả bạn kia sang đây chơi. Làm một đôi sang đây. Yêu quá. Cô te thật sự luôn. Đẹp trai, xinh gái thật sự luôn. Xinh thật sự luôn. Há mồm ra con. Há mồm ra cho xinh. Há mồm ra cho xinh. Đấy, đúng rồi. Cứ thể há mồm ra. Lè lưỡi ra nào. Lè lưỡi ra chân. Cưng quá. Mày nữa. Mày luôn. Còn một con nữa đâu rồi? Bế cho chị nốt con đấy đi. Nhìn mặt con này buồn cười lắm luôn. Như con điên ấy. Đây, thích cái này gì? Giời ạ. Yêu. Tương Tiểu Nối thế nhỉ? Nhìn ghét không? Nhưng dạo này mày có thấy Tiểu Nối đẹp trai hơn nhỉ? Ow. Đấy, cưng quá. Né nữa ra đi em. Xinh quá. Không à, nhưng mà hay là tại đây là chó của tao nên năm ra tao thấy nó đẹp nhỉ? Nó chỉ còn một ngày là chó của chị nữa thôi là nó về nhà với trụ mới hết rồi. Về nhà với trụ mới hết. Các bạn đừng có phải mèo ấy chị kêu con biết mặt nó tù hẳn. Nó tạo là cái cây kêu mèo mà. Kiểu cậu rất thích đấy nhưng mà cậu không làm gì được đấy. Mình nó kiểu em à Tiểu Nối cũng tè quá. Lùi. Rồi. Nhìn ghét đâu. Thật sự luôn. Yêu quá. Mua ngay. Mua luôn. Mày. Rồi sao? Này, mua. Em nói thật chứ. Mua luôn. Sao? Em nói thật chứ, em bán chó được 3 năm nay rồi. Ừ. Mà không có một khách nào hỏi bán cái thằng bán chó không? Hay là bán cái thằng bế chó không? Toàn hỏi con chó thôi. Xúc phạm thật đúng không? Để lưỡi này. Tiểu Nối đẹp trai xuất sắc luôn. Mặt nhìn đúng ngu luôn ấy. Em thả bọn mong tao đi bự này vào đây nhé. À, vào đây. Không, tao không phải nói điêu đâu chứ thật ra là ở cái shop này nhiều cái nó mê tín lắm. Nó phức tạp lắm, nó khó nói lắm. À. Luôn từ nãy giờ tao để ý rồi. Luôn trong cái lúc tao chụp ảnh chó luôn có một cái thành phần mẹ mày đứng nhìn xong rồi hóng hớt mà nhìn cái ánh mắt rất kiểu thù hằn. Đây. Nhìn cái mặt yêu quá. Em à. Đối à. Ôi giời ơi, mình thích nhỉ, nhưng mà mình không làm gì được, mình chán nhỉ. Đấy, con trai ta đấy, con trai đấy. Cưng quá, từ cưng, yêu quá. Em ơi, nhìn cái mặt ghét không. Cưng. Em à, nhìn cái mặt này, yêu quá. Em ơi, sao tao nhìn tao cả ông này nhá, tao chưa hề làm gì luôn ấy. Yêu quá, sao nhìn thấy bọn này tao cứ muốn cấu ấy, tao cứ muốn kiểu cấu phải cấu phát. Nên bị rơi kìa em kìa, bị rơi kìa. Yêu quá. À. Người nó cứ trơn trơn đấy. Cưng không yêu không? Mỡ nó cứ trượt trượt đấy. Thở chẳng thấy chân đâu cả. Chân nó chạy đâu hết. Cô tê quá.
cứ thế này, này mông này này mông này này đâu đây. Đây thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, nhìn này nhìn này nhìn này chạy này thấy chưa, mông này mông đít này mông đít này đấy đây. Nhìn mặt này, nhìn mặt này đấy. Nhìn, chưa? Nhìn 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 như con này ấy, nhìn như con sâu ấy, quay 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 mông lên coi, quay mông coi, sâu mông này, quay luôn sâu mông đi, mông này, chân này, chân này, chân này, chân một mẫu nhá, đừng ai hỏi nhá, em không biết lý do đâu. Cắn tay, cắn tay, mày lại cắn. Đam mê, đam mê, đam mê, con này đam mê, đam mê, đam mê. Này, đây đây này, đây đây này, cắn đi. Yêu quá. Sao chó của tao mà tao cứ thấy nó yêu nhỉ? Bây giờ hai con hai. Khổ con á. Kệ nó cho mà cắn. Kệ nó. Anh yêu mà. Yêu mày quá. Cứ cắn đi. Yêu quá. Ấy. Yêu quá. Ây da, ây da. Ui, ui, ui. Cắn, 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 cắn. Đi ra kia đi. Bọn này sao này mông to nhỉ? Ừ, mông to mà. Siêu to vậy. Còn con kia đâu rồi? Con kia đâu rồi? Nào, lên. Hai, ba. Bọn này gọi là chó ba vòng như một. Yêu quá, thương quá. Mua chó ủng hộ em con anh. Anh Mua. Bên em có dịch vụ trông gửi luôn. Chọn đời cũng được. Thương. Ô, con kia đâu rồi? Con kia đâu, con kia đang chơi mặt. Em ơi. Ôi giời ơi, thả nhau ra. Con chó hai con này. Mày, trời ơi, mông thì to, người thì bẩn, nghịch, ướt hết rồi. Rồi ơi, trời ơi, ướt nhem hết người rồi. Chúng mày ơi. Này, không cái mông sao mà dính. Nhìn cái tướng, nhìn cái tướng. Thằng cu này khó khỉnh thật sự đấy. Mỗi tôi nghịch bẩn thôi. Ơ kìa, sao cắn bạn thế? Sao lại cắn bạn thế này? À, bọn mày ơi. Mình nhìn con cookie của tao nhìn bây giờ nó có kinh không chứ đấy, mình nhìn nó có bẩn không chứ đấy, nhìn nó bẩn thật sự luôn đấy. Chào ơi, chào ơi, kia thôi, bắt bọn này, bọn cho vào trong kia đi, kiểu không có đánh nhau này. Chào ơi, cảnh cắn nhau kinh. Ôi giời ơi, bây giờ một con phối mà chào ơi ăn nó này. Ôi kìa, con này nó bay. Ôi, không cắn nhau nữa. Tao phát điên lên với bọn mày mất rồi đấy. Chơi. Ôi dồi ôi, mật cũng nhiều chuyện. Người. Ôi, người. Thấy. Anh quán anh á. À. Anh đi về nhà nấu đánh ghế anh đỡ luôn cho. Ôi dồi ôi. Người thảo nào bảo sao nó quý anh thế. À, mặt ơi, khổ con ai lại thế con? Sao anh thấy rằng mặt của em gọi là nó biết anh mỗi lần là mỗi lần anh đến là để phối nên năm ra thấy hôm nay em phải mừng hụt rồi con ạ. À. Hôm nay là con sen nó phối chứ không phải mày phối đâu con ạ. À. Trời ơi là trời. Không phải ngày của mày đâu. Đi. Niu nướn. Sao thằng anh và anh cũng bất ngờ anh tưởng cho mình chó. Ôi giời. Mimi à. Con cookie kia đi vào đấy. Trời ơi. Con cookie này. Trời ơi, đi ra đây. Chào ơi, nghỉ cái gì ướt hết người rồi con. Đít thì bự. Đít thì bự. Trời ơi, đít thì bự. Nhìn người như quả dưa không? Chào ơi, rất hóng hớt nhá. Người thì đã lùn nhưng mà rất hóng hớt. Những cái mông Trông. Yeah. Ướt hết người rồi. Sợ, thật sự đấy. Ôi, bọn này nghịch quá. Thật sự, ôi, cắn bạn con. Ướt hết người rồi. Xong. Rồi là cái thể loại gì đấy? Chào ơi. Là trời ơi.